đã tới lúc Riot làm lại giày cơ động. Giày là trang bị vô cùng quen thuộc cũng như cần thiết. Chúng đem lại các chỉ số quan trọng và giúp người chơi thi đấu hiệu quả hơn. Có lẽ chỉ một số ít tướng không thể mua giày như Cassiopeia hay có kỹ năng bám vào đồng minh như Yumi mới bỏ qua trang bị này. Tuy nhiên, không phải loại giày nâng cấp nào cũng được game thủ ưa chuộng. Theo thống kê từ chuyên trang League of Grubs, giày cơ động chỉ có tỷ lệ mua vỏn vẹn 2,7%. Đây là con số rất thấp nếu so với các loại giày khác. Thậm chí nhiều người còn kêu gọi Riot làm lại hoặc xóa luôn nó đi. Một người chơi bức xúc chia sẻ trên Reddit: "Tôi nghĩ giày cơ động quá tệ và cần được làm lại. Trong các trận đấu của tôi, người ta mua giày cơ động chỉ để chạy ra nộp mạng cho đối phương và phá game nhanh hơn mà thôi. Việc chỉ cung cấp tốc độ di chuyển ngoài giao tranh khiến giày cơ động quá tệ." Giày cơ động được tạo ra để phục vụ lối chơi di chuyển rộng trên bản đồ. Tuy nhiên, khi Liên Minh ngày một phát triển thì người chơi có quá nhiều nguồn tăng tốc di chuyển khiến giá trị trang bị này suy giảm. Ví dụ, Hai Ngọc, Mau Lẹ và Thủy Thượng Phiêu giúp đảo đường nhanh chẳng khác gì giày cơ động. Hơn nữa, đảo đường và hỗ trợ đồng minh sẽ xuất phát từ lối chơi, cách giao tiếp giữa game thủ chứ chẳng phụ thuộc vào giày. Vì thế đã tới lúc Riot ra tay làm lại giày cơ động để nó trở nên hiệu quả hơn, tránh trường hợp bị ghẻ lạnh như hiện nay.